xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Vũ TV của em. Nếu thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em Trang và ấn nút chuông những cái video mới nhất của em Trang ạ. Vâng ạ, ngày hôm nay em Trang sẽ mang đến cho tất cả các chị em một siêu phẩm, thực sự phải gọi là một siêu phẩm bởi vì cái áo mẫu em Trang đang mặc nó cực kỳ hit hot luôn các chị em ơi. Mẫu mới về và bán rất là nhanh hết hàng luôn ạ. Và trên người em Trang đang mặc mã này được gọi là mã DH các chị em nhá. DH có nghĩa là áo da màu hồng. Vâng ạ, vì sao gọi là áo da màu hồng? Bởi vì là cái mẫu này chính thức nó là bằng chất liệu da. Nhưng bởi vì là mẫu này là mẫu mới nên ra là mọi người sẽ rất là khó phát hiện, bởi vì là nhìn qua thì không giống áo da đúng không? Nhưng mà thực chất của nó là da, chất liệu của nó là da ướt ạ. Bởi vì sao gọi là da ướt? Bởi vì cái mẫu này nó không phải là da cứng như hàng những cái hàng mà chị em hàng ngày vẫn thấy em like hoặc là chụp ảnh hoặc là quay video ở trên các clip, mà mẫu áo này là mẫu mới, da của nó rất là dễ chịu này, cử động cực kỳ thoải mái luôn, và nó cũng đủ size cho các chị em từ 40 cân cho đến 60 cân đổ lại, tương đương với size SML các chị em nhé. Mẫu này thì hầu như là chị em nào cũng có thể khoác được ạ, từ học sinh, sinh viên, công sở hay là dân văn phòng. Khi chị em đi chơi sinh nhật dự tiệc các chị em có thể mặc vào bên trong một chiếc váy hoặc là set một phối đồ và một set đồ, và chúng ta phối cái áo này ở ngoài rất là đẹp luôn. Chúng ta có thể kéo khóa để ngoài như thế này hoặc là chúng ta có thể kéo khóa lên như thế này đều được các chị em nhá. Nhưng mà nói chung là phong cách trẻ trung nhất thì chúng ta hay nên khoác như thế này. Đó ạ. Mặc dễ chịu lắm các chị em ơi. Em Trang 57 cân và đang mặc size M. Nên là các chị em nào mà tầm 60 cân thì các chị em vẫn mặc thoải mái, 62 cân vẫn mặc thoải mái. Nếu chị em nào mà ưng cái mã hàng này có thể comment bên dưới cho em là mã DH nhá. DH kèm số điện thoại. Em sẽ tư vấn về cân nặng cũng như là cái số size cho các chị em. Vâng, mã áo này thì nó cực kỳ dễ mặc, các chị em có thể nhìn form của nó ạ. Form của nó thì rất là ok luôn các chị em nha. Mặc cực kỳ thoải mái và độ dài của nó thì có thể là dài ngang với cái thắt lưng của mình, nên ra là các chị em sẽ không lo là cái áo này sẽ bị quá ngắn đâu. Các chị em nằm 1m7 trở xuống là ok luôn đấy ạ. Vâng, đây các chị em có thể nhìn thấy ạ, em Trang mặc đang rất là đẹp luôn. Form dáng chuẩn, chất xịn sò, và áo này thì các chị em có thể giặt nước thoải mái luôn. Nhưng nếu mà các chị em mà cẩn thận hơn một chút thì chúng ta có thể là dùng khăn khô để lau sạch chiếc áo ạ. Đó. Rất là xịn các chị ơi. Mặc cực kỳ sang chảnh luôn, mà cái áo này nó cực kỳ dễ phối đồ. Nhớ là hãy nhắn tin hoặc inbox cho em Trang. Em nào còn băn khoăn về mã hàng này và chưa dám tự tin đặt hàng bên em Trang thì các chị em có thể nhắn tin qua Facebook Trang Vũ hoặc trực tiếp qua Zalo 0978649990 để em Trang có thể tư vấn kỹ hơn về chất liệu da cũng như là số size cân nặng về chiếc áo da này. Vâng ạ, cảm ơn tất cả các chị em thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ em Trang. Nhớ là đăng ký kênh ủng hộ em Trang và cho em Trang những comment đánh giá nhận xét bên dưới để em Trang ngày càng có nhiều video hơn gửi đến tất cả các anh chị ạ. Vâng, em xin cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại ở một video tiếp theo.